Các bạn thân mến, đây là cây nắm mít ESO, lá to ba đầu ngón tay, nhưng mà chăm dạo này không chăm, thằng cháu nó không chăm nên là các bạn thấy không, lá tuyệt đẹp, rất dày, hoa nó cũng khá đẹp. Cây này khả năng đặt tên là hồng mít ESO hay là hồng ESO mít. Các bạn thấy không, cây lá rất đẹp này, cây này trồng bonsai đẹp. Nó có cái ki bên này tôi nhổ rồi, tôi về tôi trồng. Còn đây nó có cái ki này, nếu mà to lắm này thôi trồng chắc nó trọt. Các bạn thấy chưa, lá đúng là nắm mít ESO. Đấy, chụp ở góc độ này cái hoa nó khá đẹp, tất nhiên nó gần tàn nên trông thế thôi. Này, xước mít xước ESO, thôi thì tôi cứ đặt tên là mít xước ESO đi. Các bạn thấy môi trái tim cánh thì nó cũng gần như cánh sáp này. Nhưng mà thấy bộ lá các bạn thấy chưa, thì bạn nào quan tâm thì ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1 và kênh Việt Nhà Đất Vlog. Dạo này tôi cũng sưu tầm lan rừng Tây Nguyên, các loại lan, và riêng Phi Điệp thì chọn những cây thân lá và hoa đẹp thì sưu tầm. Bạn nào quan tâm thì ủng hộ kênh Việt Nhà Đất Vlog và kênh Hoàng Việt TV1. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.